Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Em có thích coi phim hoạt hình không ta? Dạ em có. Rồi về đây với anh luôn, hợp luôn em ơi. Anh là thánh anime manga đây. Về đây với anh sẽ làm cho em hoạt hình hơn. Dạ em cảm ơn Karik. Dạ mời B-Ray. Em biết Billy trước đó rồi. Billy thì em biết nó không có cute như này. Người ta đa dạng. Rất là bất ngờ khi mà gặp Billy ở đây trong một cái màu nhạc mới như thế này. Nếu như mà em đã vượt qua khỏi cái giới hạn của mình như vậy thì anh cũng sẵn lòng mang em về. Quan trọng là bạn này cực kỳ tự tin. Đúng. Yeah. Yeah. Đập Thảo Mai. Thảo Mai. Em hết slot rồi nhưng mà tiết mục cuối bạn ấy trình diễn làm cho mọi người rất là sung và em rất là thích mấy cái điệu nhảy của bạn ấy, rất là dễ thương, đáng yêu. Đến với Rap Việt mùa 4 em đã thay đổi rất nhiều và cái bài hát của em nó rất là năng lượng. Nghe kiểu như là một bế mạc cho vòng 1 này, hết nước, hết nước, hết nước. Yeah, xứng tầm một tiết mục ao đúng không ạ? Hey yo, what's up Rap Việt? What's up Rap Việt, tên mình là Đào Huỳnh Thành Đạt. Rap name của mình là Billy 100. Sở trường của mình là Battle Freestyle. Mọi người ấn tượng mình giống như một người đi trước, đó là anh Black Ca đặt cho mình một biệt danh là Black Ca Con. Lúc mà mình mới bắt đầu thì gia đình mình không ủng hộ, sợ mình sẽ bước phải những cái bước đi sai lầm trong cuộc đời. Và mình quyết định dọn ra ngoài tự lập. Trong thời gian đó mình cũng nhận được một tin là mẹ mình bị bệnh, bị ung thư giai đoạn 2. Mình có sáng tác một bài về mẹ, chỉ muốn mẹ mình nghe được và chấp nhận cho mình bước đi trên con đường này để mình có thể đồng hành cùng với mẹ. Tình cờ là mẹ nghe được và đã hiểu hơn cho mình. Billy 152 hết thưa quý vị. Quá đáng yêu rồi, đúng là 100 thì là 100% công lực. Yeah. Yeah, đây xứng đáng là một tiết mục kết lại vòng chinh phục đúng không ạ? Cảm ơn 52 hết. Thank you. Xuất sắc. Xin mời các vị huấn luyện viên ạ. Dạ thưa anh Thành, bạn này lên sân khấu em nghe cái dòng phân thì em đã khá là thích rồi. Khi mà bạn switch beat thì em thấy bạn có thể đóng được nhiều vai ấy. Quan trọng hết là em thấy bạn khá là hoạt hình. Em có thích coi phim hoạt hình không ta? Dạ em có. Rồi về đây với anh luôn, hợp luôn em ơi. Anh là thánh anime manga đây. Về đây với anh sẽ làm cho em hoạt hình hơn. Dạ em cảm ơn Karik. Dạ mời B-Ray. Em biết Billy trước đó rồi. Billy thì em biết nó không có cute như này. Người ta đa dạng. Rất là bất ngờ khi mà gặp Billy ở đây trong một cái màu nhạc mới như thế này. Nếu như mà em đã vượt qua khỏi cái giới hạn của mình như vậy thì anh cũng sẵn lòng mang em về. Quan trọng là bạn này cực kỳ tự tin. Đúng. Yeah. Yeah. Anh cực kỳ thích những thí sinh lên đây không chỉ là để thi hay là để chứng minh, mà trước tiên em phải enjoy cái tiết mục thi của em cái đã. Tại vì nếu mình không enjoy nó thì không cách nào mình làm cho mọi người enjoy được. Với anh đó là điều đầu tiên mà mình nên làm được. Dạ. Yeah. Big đập Thảo Mai. Thảo Mai. Em hết slot rồi nhưng mà tiết mục cuối bạn ấy trình diễn làm cho mọi người rất là sung và em rất là thích mấy cái điệu nhảy của bạn ấy, rất là dễ thương, đáng yêu. Đến với Rap Việt mùa 4 em đã thay đổi rất nhiều và cái bài hát của em nó rất là năng lượng. Nghe kiểu như là một bế mạc cho vòng 1 này, hết nước, hết nước, hết nước. Yeah, xứng tầm một tiết mục ao đúng không ạ? Dạ em cảm ơn anh Bích. Xưa thì không được như B-Ray là biết em từ trước, nhưng mà thật sự là như vậy cái ấn tượng đầu tiên á, nó mới rất là mãnh liệt. Cái này nói lên cái điều rất là lớn về em. Tại vì thường rapper người ta hay kẹt vô cái mảng tối rồi ngầu rồi đầm. Thì em là chơi ngược lại. Và rõ ràng là em đã bỏ túi để cho những vòng sau. Thank you Su. Dạ em cảm ơn Kisu. F-Hero, how do you think bro? ผมเคยคิดว่าผมเป็นคนหนัก100กิโลที่เท่ที่สุดในโลกวันนี้ผมคิดผิดแล้วครับเพราะคนที่หนัก100กิโลที่เท่ที่สุดในโลกคือคุณครับ Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Let go!
Hey shoot bro มันมีความประทับใจเยอะมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะเหมือนกันเนี่ยครับซึ่งผมรู้เลยว่าผมไม่มีทางทำอย่างเขาได้แน่นอนปกติแล้วคนที่เป็นแรปเปอร์กับคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมักจะไม่ได้มาคู่กันแต่เขาเป็นทั้งแรปเปอร์ที่เก่งมากและเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งมากด้วย Thank you Hey shoot bro การมารายการ Rap Race 2024นี้ผมได้ดูโชว์ที่ดีมากหลายๆโชว์แต่โชว์ของคุณทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากในการมาเวียดนามครั้งนี้เอ็มเทคบอกจำกี้เหรอdạ đúng rồi anh bài này cũng mainstream pop cái này không phải bài anh bình thường nha nhưng mà anh biết em có tài năng mình biết hát cái biết rap cái flow cái melody cũng hay ai chỉ cho em nhảy vậy em nhảy hay á tự tập á dạ đúng rồi anh em có tập với một bạn dancer ở trong nhóm okay that's what's up you kind of remind me you know big boy em biết you know big boy không dạ em biết nhưng mà anh thấy em sáng hơn you know big boy you know rap hay nhưng mà anh chưa có bao giờ thấy nhảy. You boy ơi, nghe không? You know biết nhảy không? You know. Ủa, you know dưới kìa. Go nhảy, go, go, go. You know, yeah. You know, you know, you know, you know, go. Yeah. You know, you know, you know, go. Hát nhau kìa. Trời ơi. Coi thường em tôi đâu có được. Nhạc à. You know big boy. Thank you em. Quá dễ thương rồi. Ai vậy? Bà nào cười vậy? Tôi nè. À tôi hả? Em sao vậy cưng? Sao phấn khích giữa dần như em tối rồi sao vậy cưng? Em phấn khích giùm bạn. Hình như là bữa nay đi có mẹ theo ủng hộ phải không? Dạ đúng rồi anh Thành. Đúng không? Dạ em muốn tâm sự với mọi người một chút là từ lúc mà em bắt đầu chơi nhạc rap thì em không có được gia đình ủng hộ. Nên là ngày hôm nay em quyết định là mời mẹ em và em gái em lên trên hội trường ngày hôm nay để có thể xem em trình diễn. Để mẹ em biết là em đang làm cái gì và đang hoạt động như thế nào. Dạ chào chị. Mà sao chị không ủng hộ bạn vậy? Chị có cái lý do gì riêng không? Tại vì lúc bé nó đi theo cái nghề này thì lúc nó còn nhỏ quá. Nhà thì không có ai theo cái nghề này. Mình thì muốn là bé nó phải theo cái nghề của mình. Chị làm công việc gì? Dạ, em bán xe nâng với lại em làm bù lon không dứt à. Mà bé thích cái nghề này quá rồi cũng giận lẫy rồi cho đi ra ngoài ở. Nói chung là cũng không có ủng hộ, cũng chưa tin tưởng lắm. Chị biết không? Dạ. Dĩ nhiên là Thành cũng không có dám gửi lời khuyên gì cho chị. Nhưng mà em nghĩ rằng cái thuyết phục lớn nhất dành cho chị là đôi mắt của chị. Sẽ có nhiều cái nói dối được nhau, nhưng mà những gì xảy ra trong mắt của chị sẽ không nói dối chị được. Là chị sẽ thấy con chị đã làm gì, ở đâu và nơi đó mọi người welcome, tôn trọng và dành cho bạn tình cảm tương lai như thế nào. Có thể trước đây mọi người sẽ nghĩ là công việc đi hát sẽ rất là bấp bênh, không kiếm được nhiều thu nhập. Nhưng mà chị thấy là bạn như một ngôi sao để kết lại một cái show lớn như vậy và cả nước xem. Và ở đây có rất là nhiều những người đã thành đạt, đã nổi tiếng, rất là thành công. Cho nên anh nghĩ là bất cứ công việc gì, chỉ cần mình làm giỏi cái công việc của mình thì cái đó nó mới là nghề. Dạ đúng rồi. Dạ. Em xin phép chút ạ. Dạ, em cũng là một người như chị nói về bạn. Một mình em theo một cái nghề hoàn toàn khác với cả họ hàng.
Mà ngày xưa em cũng không có một chương trình như Rap Việt này để em chỉ cho bố mẹ em là đấy, anh này anh kia đã từng không có gì mà thành công như thế, để em nói với bố mẹ em yên tâm. Và em cũng đã từng có những cái động thái rất là gắt gao vì em khao khát được làm nghề. Thì em tin là bạn ấy sẽ có một cái góc nhìn tốt để bạn ấy tiếp tục được với nghề, và bạn ấy sống được tử tế với nghề đấy nếu mà bạn ấy có đủ khát khao như em. Cảm ơn Ti. Cho chị thêm ví dụ nữa nha. Như em, dòng họ em cũng không có ai làm nghệ sĩ hết. Dạ. Hồi xưa ba em thổi túi ni lông giao hàng ngoài chợ, má ở nhà nấu cơm. Và đùng một ngày nào đó ba em phá sản, nhà em lâm vào cảnh không còn đường thoát, bán hết nhà cửa. Và em đã từng ở trong một cái cảnh là không biết ngày mai gia đình mình sẽ ở đâu. Và lúc đó vô tình trời thương em đi làm MC, để hôm nay em đứng đây nói chuyện với chị. Yeah. Cho nên chị hãy yên tâm là cái gì mà thuộc về ai đó, có lỡ cản lắm thì người ta cũng cố gắng ta tìm đến nó thôi. Mình có thể cản con mình hình thức bên ngoài, chứ làm sao chị cản được trong tâm hồn. Thí dụ đi bán bồ lon con tán, nhớ đó rap mà chị làm gì. Nhưng mà nếu làm rap thì có thể bán thêm bồ lon con tán. Cho nên là thôi, cứ để làm gì mình thích trước, rồi sẽ làm cái gì chị thích sau. Dạ. Yeah. Yên tâm nha chị yêu dấu. Dạ. Con gái em con tên gì? Con tên Phương. Con thấy anh con rap hay không? Con có mê anh con rap không? Không hả? Ủa sao vậy? Sao vậy? Ủa sao không mê? Tại sao không mê? Con chưa mê hả? Ừ, thôi em về em chinh phục khán giả khó tính này nha. Nhiệm vụ của em đó. Ừ. Ok. Chuyện gia đình ta gạt sang một bên. Bình chọn của khán giả là bao nhiêu? Xin mời. Yeah. 91%. Cao chấn động. Và mời ban giám khảo cho tôi biết anh ta sẽ về với đội nào. Về năng lượng và cái khả năng hoàn thành bố cục bài hát, bọn anh không có gì để chê. Dù em có về với bất cứ ai ấy, hãy làm được cái gì mà họ muốn tốt cho em nhé. Và đó là anh tin Carrick. Xin chúc mừng bạn đã về với team Carrick, và đây cũng là thành viên cuối cùng của team Carrick. Xin chúc mừng. 1, 2, 3. Hey yo. Và mình tin là combo Billy 100 và Carrick sẽ siêu cuốn như là bánh lay. Cuốn ơi là cuốn. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.